tất cả các bạn đến kênh của mình luôn nha. Và hôm nay mình cũng được chia sẻ với các bạn khung cảnh ghe pha súc của Cà Ná đang về cửa cảng Bình Tây này bạn ơi. Đó, số Nimro là Ninh Thuận 90658 TS nha. Có cá để đầy bon nhưng mà đầy nó đầy vào cái trong mà để điện cho cá nó khô bạn. Ghe tầm 15 mét đổ lại các bạn nè. Một chiếc Cà Ná đã vào cửa cảng các bạn. Anh em cũng đang chuẩn bị sàng cá này mà không ra lũ khủng các bạn không. Nó dùng hoài súc thì đa số là đặt máy giăng ma các bạn không, chạy tốc độ ghê gớm về cửa cảng không. Đã một em pha súc đã vô cửa cảng rồi. À chiếc Khánh Hòa Trà Bá Nện luôn bạn. Nó số Nimro là Khánh Hòa 90848 TS nha. Nó chiếc này từ 15 mét ăn lên các bạn nha. Nó dàn pha mà không. Dàn đèn led bạn thấy nó cabin thiết kế rất là xịn sò luôn bạn. Nó nhìn rất là đẹp luôn nha. Đó, dáng ghe pha súc của Cà Ná với Khánh Hòa này cũng đều đa số là lắc tích rất là đẹp các bạn nha. Đó, chạy ghê, dáng ghe chạy bạn thấy chuẩn ghê không. Đó, một em pha súc Cà Ná, một em pha súc Khánh Hòa đã vô cửa cảng Bình Tây mà. Đa số những ghe pha súc người đánh bắt trong ngày các bạn nha, chứ không có một ghe, đa số ghe đi về khách thì hai ngày. Đó, tiếp tục là chiếc ghe lưới rút của Bình Định nữa các bạn, cũng đang về cửa cảng nè. Hôm nay ba ghe ba vùng miền khác nhau về cửa cảng mà ha. Ghe lưới rút của Bình Định là từ 20 mấy mét, 19 20 mét ăn lên các bạn. Ghe chờ ba lửa bạn không. Ừ, ghe này đã gỉ xét bằng không, mê đánh bắt quá không có lên tân trang ghe cổ cho sịn sợ các bạn. Lưới rút của Bình Định là siêu to đúng không ạ. Số Nimro là Bình Định là nó chiếc ghe lưới cào chiếc của Bình Thuận cũng ra khơi nha. Nó số Nimro là 90085 TS các bạn. Đó, Bình Định nha. Ghe ông mặt ghe mở lớn cho bá rửa bạn thôi. Đó, cái dàn lưới dòng phèn nó khủng khiếp luôn ha. Ô, dàn phèn kìa. Nó dùng gần các bạn thấy dàn phèn nó khủng khiếp không? Nó lớn rồi không? Cabin này thiết kế nói chung là kiểu hai tầng nhìn rất là đẹp mắt các bạn. Đó, hai máy chính và một máy phụ các bạn thấy ghê gớm không. Đó, đã vào cửa cảng Bình Tây để bán cá mua này, đa số là Bình Định có mấy chiếc về đây đánh bắt cũng rất là nhiều luôn mà. Đa số là lưới rút không à. Pha súc thì mình không thấy về đây chiếc nào nha các bạn nha. Pha súc Bình Định không biết có không biết nhưng mà không có về đây. Đó, vô thấy đang kia này còn sử dụng đèn cao áp rất là nhiều luôn các bạn. Thấy ghe Bình Định đa số là sử dụng đèn cao áp không. Từ 29 và một máy phụ còn đòi gì nữa, quá lực rồi. Anh em mình định về đây đánh bắt mùa năm 2023 phát tài phát đạt luôn nha. Anh em cũng sức khỏe dồi dào luôn. Có thì những lúc anh em lên cân cá xong xuôi rảnh gửi với xem được những video mình vô ủng hộ góp ý kiến cho mình luôn nha. Bạn phải chạy vô sâu sâu trong mặt nghe, chạy thấy nhìn đảo qua quay cho bạn xem một xíu nha. Thì mình cũng chia sẻ cho anh em những khung cảnh ghe ra vào cửa cảng lưu giữ làm kỷ niệm nha.
Nói chung là những video mình quay lúc mình đăng sức không có kịp, bạn cũng bạn cũng thông cảm với mình nghe. Đang ấy cái bèn của bạn ha. Bên này cũng là chiếc lưới rút của cà ná cũng đang chuẩn bị ra khơi này các bạn. Về cho xịn sò cho đối diện với ghe lưới rút của cà ná, đối diện như đối đầu với ghe lưới rút của Bình Định luôn ha. Đó, lưới rút của Bình Định to hơn ghe lưới rút của cà ná nhỏ hơn các bạn thấy không, nhưng mà gọn thon gọn hơn. Nó phía ngoài này cũng hoa xuất của Khánh Hòa cũng đang tăng tốc về cửa cảng luôn. À, bên này Khánh Hòa về đây hơi bị đông các bạn nha, bây giờ là hai em vô đó nha. Okay, em cũng tầm 15 mét đổ lại các bạn thấy không. Đó, số niêm gô là Khánh Hòa 95986 TS luôn, là đang tăng tốc về cửa cảng luôn. Màu xanh sơn hợp với màu nước biển luôn không, chạy mặt trời trói chiếu lên mặt ghe nhìn rất là sáng láng luôn không. Bên này cũng là một chiếc của Bình Định luôn, rút Bình Định nữa các bạn. Đó, xuống. Rồi, hai chiếc Bình Định vô được luôn bạn ơi. Mình quay tới chút các bạn xem chiếc pha súc này đang tăng tốc, thì lẽ gần đây mình quay chiếc pha súc trước rồi nữa mình sẽ quay chiếc lưới rút Bình Định cho các bạn xem nha. Có nhiều lúc ghe nó vô quay nó kịp nước bạn, có nhiều lúc mình đợi không có ghe vô đúng không ạ. Anh em cũng đang chuẩn bị móc cá với hầm bên bạn ha, nó đập đá bạn ha, nó chuẩn bị đập đá để phủ lên một lớp mặt cá cơm mà. Ok, đầy hết bon luôn bạn ơi, nó đang kéo luôn bạn ha. Nó vỏ là nó đó bạn, cá cơm mà một vỏ đó là 25 kg á. Một em nữa mình sẽ chia sẻ chiếc cái rút của Bình Định cho các bạn xem nha, dùng gần cho các bạn xem. Đó, Bình Định là 92244 TS luôn, cuộn số quá đẹp đúng không ạ. Ở trong ghe Bình Định này ra mình thấy gì đây, đánh mắt là ít khi nào mà thấy ghe nó sơn mới nữa mà, đánh bắt hết vùng này qua vùng khác luôn các bạn ơi, không có thấy lên ụ mà để sửa luôn đó. Quá lực rồi ha, mình thấy rất là vô, rất là hùng vĩ luôn các bạn. Ở đây cặp lưới rút của Bình Định về đây rất là khủng các bạn ạ. Cái dàn khoen nhà lưới nó khủng khiếp không, cabin trang bị toàn là đèn cao áp không các bạn ơi. Đó, đang chạy sâu vô cửa cảng thấy không, có nhiều khung cảnh mình quay nó hơi rung hơi lắc, anh em xem cũng những video của mình thông cảm ra đây gió cũng dữ các bạn ơi. Mình đứng quay này là muốn bê luôn các bạn, yếu luôn. Hai chiếc ghe Bình Định vô trong cửa cảng Bình Tây và thấy khủng không, thấy chạy không thua kém gì những chiếc to như chiếc giả cào các bạn. Và chiếc lưới nội của Bình Tây cũng ra khơi bạn thấy không, đó chỉ cái này. Đây, chậm vô cảng rồi thôi, cái thạp màu xanh với màu đỏ nhìn rất kịch là nổi trội trên mặt biển mà không. Chiếc pha súc này cũng bên Khánh Hòa này cũng nhổ neo này các bạn, nhổ neo là ra ngoài anh em tắm rửa nghỉ ngơi đợi lấy đá và sọt xong xuôi là anh em là tiếp tục chuyến hành trình nữa các bạn. Trong Khánh Hòa mùa này ra đây cũng khá đông các bạn nha. Nói về cửa cảng Bình Tiên rất là nhiều, một số thì đi ra Côn Đảo các bạn, đảo Phú Quý luôn, nên một số ghe về đây thôi. Đó, thì mình cũng chia sẻ cho anh em có chỗ nào hơi lắc anh em thông cảm nha. Đó, anh em thấy chưa, đang ghe đang chạy với tốc độ cũng rất dữ ra khơi bạn thấy không. Đó, mình chúc cho anh em 79 ra khơi làm ăn phát tài phát đạt không nha.
sức khỏe dồi dào nha. Số nhân vô là Khánh Hòa. Coi chạy ghê không ảnh nha. Mới ra cái cảng hăng say chạy ghê không đó, đó quá lực luôn các bạn ơi. Đó, chạy tốc độ phăng phăng ra khơi luôn rồi. Đó, 79 ra khơi nha, nó sắp sửa ra khỏi cửa cảng các bạn. Bên cũng đèn led rất là nhiều các bạn thấy không, trời hai lớp luôn. Mình cũng được với anh em ở Khánh Hòa rồi chia sẻ là đa số đặt máy Giang Hòa, không biết Khánh Hòa đặt máy Giang Hòa hay là gì các bạn nha. Thì anh em nào xem được những video của mình thì vô góp ý kiến cho mình luôn. À, anh em 79 đã ra ngoài cửa cảng Bình Tỳ các bạn. Thì video mình cũng tạm thời kết thúc tại đây bạn ơi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới của kênh mình Thần Dấu Yêu luôn nha. Mình hy vọng anh em hãy luôn ủng hộ và đồng hành cùng kênh mình.